Alo, chào cả nhà. Trước tiên hôm nay mình sao đi săn bờ bãi ha. Gặp gì mua đó. Nhưng mà những cái gì cũng phải thích hợp mới được nha. Hôm nay mình sao thấy được một con sống pin. Cái con này á là nó kết cấu là nó giống con 3 Nam 18 của nhà máy ha. Con này thì đầu phần 2 nó có tên là KWFE 200 Pro, rồi là hàng đặc biệt ha. Con này là in da bằng mà không biết là nó chạy hay không. Thì cái tình hình mình nhìn nó cây này là nó có xài robot điều khiển tốc độ, ngoại hình thì tương đối đẹp mà không biết sống chết đó nha. Nếu như mà nó chết đó, thì mình lấy cái vỏ, lấy cái đầu bố. Nếu mà nó sống đó, thì ok. Máy này không có xài nhiều mấy, cái đồ bấm này là vẫn còn bấm không quá. Em coi hơi bị đông nữa nè. Đó, ở đây là toàn là mấy người lão tiến nè, và xin phép quay chúng mặt một cái nè. Nhưng mà cái máy này nó không hề rẻ nè, bây giờ chủ shop là đòi trên 1 triệu rồi đó. Tức là mình sao lấy con này về phải đánh đổi giống như là một ván bài á, bỏ 1 triệu máy ra. Nếu mà chết mất, nếu mà thắng thì nó sẽ bán trên 1 triệu máy. Nếu mà thua bán 1 triệu không có ai mua, giống như là đánh lá bài á. Rồi anh chị em có quan tâm nó tìm đồ bãi Chúa Ba đây, quốc lộ 1A nha. Rồi hôm sau đã lấy con này quyết định. Rồi đi về, đi tiếp. Đây, quốc lộ 1A nè anh em. Đó, bữa nay chủ nhật nha, thấy đông không? Đó. Này có con ông Giáp nữa nè. Giáp này á, nãy giờ có hỏi mình hoài không biết mua cái gì. Mua sợ không chạy, chứ chạy thì nó mắc quá. Chính mạng của mình sao đây. Rồi chào cả nhà nha. Rồi tiếp tục. Cây súng này á, mình sao đã đem về nhà nha. Thật sự mà nói, đem về nhà test thử á, với cục pin này á, là kết quả là nó không chạy. Mà đơn giản thôi. Ở ngoài bãi á, lúc đầu á là nó có tới 4-5 cây lận, ai cũng lựa hết, đem pin tới thử, sẵn sàng mua giá cao, chạy thì mua, không chạy thì không mua. Cuối cùng là chỉ còn sót lại một cây này không chạy, không ai dám mua. Thì lúc đó mình sao mua á, là ngoài con người á, ngoài đồng tiền á, không đem theo gì hết á, không có đem theo pin thử. Tại vì nếu mà thử pin sống á, cái máy sống nó mắc lắm. Cho nên mình sao á, mua luôn. Tại vì mình sao biết á, mấy con quỷ này á, mấy con Nhật á, nó ít khi mà nó chết lắm. Cho nên mình sao mua về để cho test thật sự là không chạy. Là cuối cùng nó là chạy. Nó vẫn chạy. Nó bị cái gì? Là nó bị ở đây, ở dưới cái chân tiếp xúc đó, nó bị dơ, nó có dầu ở đây nè, nó dơ nè. Vệ sinh sạch sẽ hai cái này rồi sau đó nó chạy luôn. Thế mà mình biết nó chạy rồi á, sau đó mình vệ sinh máy luôn, vô dầu mỡ luôn. Những cái chi tiết linh tinh đó thì mình không có quay, mình cũng giới thiệu cho mấy anh bạn biết nha. Dòng máy này á, cái con này á,
là con KW cái gì á, 200 Pro, 200 á là 200 Newton. Cái lực lánh của nó á, mát á, là chuẩn của nó là 200 Newton nha, còn nó đánh liên tục á thì không biết nè. Cái con này nó xứng rồi, nó so với mấy con Makita mà hàng thị trường mà dân dụng á cỡ 300 Newton là bắn không có lại thằng này. Con mấy con này á, là con của hàng, nó kết cấu giống như hàng nhà máy dân thường xài, nhưng mà kết cấu giống nhà máy, nhưng mà đặc biệt con này á, nó dễ xài là cái gì, nó không cần remote. Không cần remote á, các bạn chỉ cần để pin vô thôi. Để pin vô. Má kêu hoài rồi 7.000 đó. Thằng này tới thằng kia mấy thằng quỷ này nó canh me cái gì vậy? Đó. Rất là êm nha. Đèn sáng luôn. Êm luôn à. Cực kỳ mới, tại vì cái này nó chưa có chạy nữa. Là bây giờ là số 1 nha. Mình lấy nét lại. Hiện tại là số 1. Bấm cái. Số 2. Đây là số 4. Số 4, số 5, số 6 rồi bắt đầu mạnh. Khi mà nó từ số 4, số 5, số 6 á, mà khi mà mình quay ngược về á, là lúc nào nó cũng full nha. Lúc mà mình tháo ra ngược chiều á là nó full, tại vì nó bắn hết sức luôn, nó bắn hết lực để bắn con ốc nó ra mà. Rồi khi mà mình quay thuận chiều á thì nó cho mình chậm, nó cho mình chậm số 1, số 2, số 3. Con này nó không cần xài remote, với là con này nó cũng có cái hay. Thế mà mình đang chuyện số 1 ha, thì á, số 1 á là nó bắn á, là mình bắn nè, tức là số 1 nó không có động lực á, nó báo là chưa có động lực, nó báo đèn đỏ kêu mình phải bắn tiếp nữa. Im vô mà tôi nó ngay rồi, cực kỳ con này mới, không có nhúc nhích luôn, cứng khờ luôn. Đúng là mắt in da băng có khác. Đó, mắt in da băng là xịn á, là bao đâm luôn á, bao bắn luôn á, xe phải xe hơi luôn. Very good. Con này mình sao mua nó hơi rẻ nha, tại vì mua mù, mua nó không chạy. Giờ còn cây này cây VIP đó nha, cây này còn dữ hơn nữa. Con này với con màu xanh hồi nãy là kết cấu giống nhau hết, nhưng mà cái mạch điện tử nó khác nhau. Con này á, là xài cho nhà máy chuyên dụng, búa thì xài chung. À, quay ngoại hình nó hơi cũ nha. Con này cũng mắc in da băng luôn. Con này nó hơi dữ nha. Con này nó dữ thì hơn sao. Thế là mình để bên vô á, con này nó xài chỉnh lực bằng remote. À, con này á, nó chỉ có là mở đèn thôi, nó không có chỉnh lực được. Muốn chỉnh lực á phải xài con này nha. À, này chỉnh nè, chỉnh lực bằng con này nè. Dòng này á, là đầu 1/2 là dễ xài lắm. Còn mấy con, hai con này là VIP rồi đó. Anh em á, muốn tìm mấy cái máy súng pin á, ra ngoài bãi á, quốc lộ 1A à, cứ mua đi. Anh em mua mù á, không có nhiều tiền đâu, có triệu mấy à, là không biết sống chết đó nha. Nhưng mà chắc chắn là thường thường nó hay sống lắm.
coi như là mình vinh giảng bài thì nếu mà cái máy nó chết á, bán 200 ngàn, 300 ngàn thôi. Nếu mà nó xong á, anh em mua triệu mấy á là anh em mua giá rẻ. Tại vì mấy con súng này á, khi mà giá xuất xưởng mới á, cây này 20 mấy triệu giá mở nha, còn cây này á là 40-50 triệu giá mới á, 40-50 á, 40-50 triệu mà chưa có pin, chưa có remote. Cái remote là hồi xưa là mua ở Việt Nam á, là cái này mua mới luôn á là 2,5 triệu remote. Rồi, cảm ơn cả nhà quan tâm nha.